Chào mừng các bạn trở lại với channel Tình Cờ Một Lần Lang Thang Internet. Mình thấy trên mạng có những clip hướng dẫn cách sử dụng điện miễn phí, wifi, internet miễn phí như thế này, 100% working nè. Cái lượng view mình thấy rất là lớn, 3,7 triệu nè, 2, mấy triệu không nè, nó gắn vô loa rồi 25 triệu luôn nè, bạn thấy ghê gớm không? Đó, dùng cách này cách kia, quấn chìa khóa, quấn vào cục sạc, vân vân, thì họ sẽ có thể sử dụng internet miễn phí. Đại khái là vậy, có nhiều cách lắm. Hiện giờ gắn vô không có wifi, không có 3G nhưng mà vẫn kết nối mạng được. Nhưng mà những comment phía dưới còn thấy toàn comment chửi không à. Thì mình xin mạnh dạn thông tin đến các bạn, tất cả những clip dạng này đều là trò bịp câu view chứ hoàn toàn không có thật. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải mã để tìm ra câu trả lời nó bịp như thế nào. Rồi, cách làm ta sẽ là như thế này. Đây mình có một cái chuôi điện, hoặc là cũng có thể sử dụng cái chuôi như thế này. Mình sẽ có cổng cáp USB, mình sẽ cắt ra. Rồi, mình sẽ nối hai đầu dây này lại với nhau. Rồi, sau khi nối xong ở đây, hoặc cũng có thể sử dụng cái chuôi này cũng được. Tháo ra sẽ nó gắn vào đây. Chúng ta sẽ dùng dây đồng để tạo thành những cuộn sắn, nhìn cho nó nguy hiểm nữa nè. Rồi, một cột vào đây, gắn vô đây giống như là để bắt sóng vậy đó. Một số clip mình thấy gắn thêm chìa khóa làm anten parabol các kiểu, nhìn cho nó nguy hiểm nữa. Bật điện thoại lên nè, bạn thấy là tắt 3G nha. Ở ngoài đây không có biểu tượng wifi 3G gì hết ha, chỉ có sóng điện thoại thôi. Truy cập internet nè, offline, truy cập internet không được nha. Đó, mình vô web không được ha. Vô YouTube thử nè, không xem được ha, báo no internet connection. Đó, mình sẽ thử test nha, không được ha. Nhưng mà bây giờ mình kết nối cái này vô. Thì bây giờ mình thấy mình đã vô được mạng. Đó, mở YouTube luôn nè. Đó, vô mạng đọc báo bình thường ha. Chào mừng các bạn trở lại với channel. Hôm nay chúng ta sẽ bàn biết là mạng đọc chúng ta thường có tuổi thọ. Thì cách làm nó là như thế này. Cái thiết bị này chỉ là cái trò bịp thôi. Thanh status, cái thanh trạng thái lên đây nè, đây là cái thanh giả. Thật ra hiện tại mạng vẫn đang kết nối, wifi vẫn đang kết nối. Tuy nhiên nó không có xuất hiện cái biểu tượng wifi trên đây nè. Lý do là mình cài cái phần mềm để mà giấu đi cái icon wifi. Đó. Có khá nhiều phần mềm thực hiện được điều này. Chúng ta có thể sử dụng phần mềm tên là status. Đó, ta nhấn cài đặt. Rồi, mình sẽ mở lên. Lần đầu tiên mở thì nó sẽ yêu cầu cấp một số quyền cho nó. Đó, mình sẽ nhấn grant access này nè, mở lên. Continue. Grant access. Ok. Continue. Mình sẽ chuyển cái status service này on lên. Rồi, finish. Đó, bây giờ thì chúng ta có thể sử dụng nó nè, ta bật lên. Thì cái app này nó sẽ cho phép sửa chữa cái thanh status trên đây theo ý muốn. Thì trong đó có cái phần icon nè. Nó có thể sửa phông, có thể thay đổi kích cỡ, vân vân, tùy chỉnh theo ý muốn. Và trong đây nó có cái phần nè, wifi icon nè.
sẽ bỏ cái wifi ở thanh này đi, là bạn thấy cái biểu tượng wifi này nó mất ha. Tuy nhiên wifi vẫn còn đang kết nối nè, nó chỉ ẩn cái biểu tượng đi thôi. Rồi bây giờ cách làm là chúng ta vẫn kết nối mạng bình thường ha. Tuy nhiên chúng ta sẽ tắt cái cục wifi đi, rồi chúng ta vô mạng để cho thấy là vô mạng không được. Rồi chúng ta cắm cái này vô. Lúc này một người khác sẽ nhấn nút nguồn của modem để bật wifi lại. Lúc đó nó đã có mạng trở lại rồi, ta vô mạng được bình thường. Nhìn trên đây thì không có cái icon wifi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Nếu thấy clip có ích, các bạn đừng quên like, ủng hộ tinh thần, share bạn bè và có thể subscribe channel của mình. Thật sự đó là nguồn động lực rất lớn để mình thực hiện những clip tiếp theo. Sẽ còn khá nhiều điều thú vị về các trò troll, câu view sẽ tiếp tục giải mã cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tới.